Phạm Hải Yến vừa rồi là quả bóng đồng. Ai chà, cô còn biết cả quả bóng đồng. Câu này mà vào quả bóng đồng là xong với cô rồi. Như quả bóng vàng. Em thì nghĩ là chị Huỳnh Như. Ừ, bà cũng nghĩ bà Huỳnh Như. Thế nhưng mà cô này rất quan trọng em ạ. Nếu không thì bà mất 8 triệu thì bà không đi được Phú Quốc. Vâng, thế đây, thì thôi thì, quan trọng này. Thôi thì nếu mà bà cảm thấy không an toàn thì bà nên dừng lại. À, thế à? Vâng. Đấy. Rồi. Em không chắc cô này à? Em không chắc. Em không chắc, vâng. Ừ. Thôi. Thôi. Cô nghĩ 10 triệu là tọa nguyện lắm rồi. 10 triệu là tọa nguyện 70 rồi. 70 mấy tuổi mà được đến câu 10 triệu thì... Vâng. Không còn cái gì hơn. Vâng. Nói thật là khi trước khi đi là con trai cô nó bảo may thì được 2 triệu. Như này là để thấy được là tôi đã thắng. Vâng. Vâng. Vâng, và con phần 4 triệu kia cô cứ bảo con trai bù vào cho cô. Vâng.